Với chức vô địch Cincinnati Masters 2023 tại Mỹ, Djokovic đã trở thành tay vợt lớn tuổi nhất từng vô địch giải đấu này ở tuổi 36, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Ken Rosso, đăng quang lúc 35 tuổi. Đây cũng là danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 39 trong sự nghiệp của Nole. Novak Djokovic sở hữu 68 danh hiệu lớn, bao gồm 23 Grand Slam, 39 ATP Masters 1000 và 6 ATP Final. Thành tích này giúp tay vợt người Serbia vượt xa hai đại kình địch là Nadal, 59 danh hiệu lớn, và Federer, 54 danh hiệu lớn. Dù thua Djokovic ở chung kết Cincinnati Open 2023, Carlos Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất vào chung kết của giải đấu này ở tuổi 20, vượt kỷ lục cũ của Pete Sampras ở tuổi 19 năm 1991. Trận chung kết Cincinnati Masters 2023 sáng 21 tháng 8 được coi là trận đấu hay nhất trong lịch sử các giải ATP Masters 1000. Alcaraz thắng set đầu với tỷ số 7-5, tuy nhiên Nole đã xuất sắc thắng 2 set còn lại cùng với tỷ số 7-6. Tổng thời gian thi đấu của trận chung kết Cincinnati Open 2023 là 3 giờ 50 phút. Đây là trận chung kết ATP Masters 1000 kéo dài nhất lịch sử ở thể thức thi đấu 3 set thắng 2. Djokovic, 9.795 điểm, được thêm 1.000 điểm thưởng sau khi vô địch Cincinnati Masters 2023 và giờ chỉ kém Alcaraz, 9.815 điểm, đúng 20 điểm. Với khoảng cách mong manh này, Djokovic có nhiều cơ hội xoán ngôi số 1 thế giới của Alcaraz tại US Open 2023, diễn ra từ 28 tháng 8 đến 10 tháng 9. Alcaraz đang là đương kim vô địch Grand Slam tại nước Mỹ, vì thế anh sẽ phải vệ 2.000 điểm. Ngược lại Djokovic, không phải bảo vệ điểm do vắng mặt năm ngoái, có thể giành trọn vẹn 2.000 điểm tại US Open sắp tới nếu lên ngôi vô địch. Daniil Medvedev, Nga, vẫn xếp thứ 3 ATP với 6.260 điểm, còn Holger Rune, Đan Mạch, vươn lên thứ 4 với 4.790 điểm. Stefanos Tsitsipas, Hy Lạp, tụt xuống thứ 7 với 4.580 điểm, còn Alexander Zverev, Đức, lên xếp thứ 12 nhờ góp mặt ở bán kết Cincinnati Masters 2023.